Phạm Hương khoe nhan sắc như búp bê sống, anti-fan vào bình luận giật mình. Đẻ xong mà đẹp như thế này thì ai cũng muốn đẻ chị nhỉ? Một anti-fan bình luận phía dưới bức ảnh Phạm Hương đăng tải. Kể từ khi thông báo xuất ngoại sang Mỹ để điều trị bệnh tuyến giáp kết hợp với việc mở rộng sự nghiệp, tin đồn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 bầu bì sinh con cho đội gia rầm rộ trên mạng xã hội. Sau thời gian im ắng, Phạm Hương tương tác trở lại và thường xuyên cập nhật hình ảnh mới trên Instagram. Tuy nhiên, nhan sắc của chân dài họ Phạm luôn trong tình trạng lên xuống thất thường. Điều này càng khiến dân mạng hoài nghi về việc Phạm Hương đã sinh con đầu lòng trên đất Mỹ. Phạm Hương với nhan sắc thất thường giữa tin đồn sinh con cho đại gia. Chưa kể, xuất hiện tại một sự kiện, chân dài Hải Phòng gây bất ngờ khi xuất hiện với vòng một đồ sộ. Vốn là người đẹp sở hữu vòng ngực khiêm tốn, việc vòng một của Phạm Hương to lên bất thường đã gây nhiều tranh cãi. Bên cạnh lời khẳng định Phạm Hương o ép vòng một, nhiều người quả quyết đó là dấu hiệu của phụ nữ mới sinh. Mặt tranh cãi, Phạm Hương vẫn đều đặn khoe ảnh comeback sau thời gian trị bệnh. Mới đây trên Instagram, nàng hậu tiếp tục đăng tải những hình ảnh hờ hững, khoe chân dài miên man cùng vẻ đẹp không góc chết. Phạm Hương đăng ảnh khoe chân dài miên man. Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 nhận được nhiều lời khen. Nhiều người nhận xét trông Phạm Hương như búp bê sóng, vẻ đẹp lai tay hay giống Lisa. Nổi bật trong đó là bình luận vừa đấm vừa xoa của một tài khoản mạng. Đẻ xong mà đẹp như vậy thì ai cũng muốn đẻ chị nhỉ. Đây không phải lần đầu tiên chân dài Hải Phòng phải đọc những comment thắc mắc chuyện sinh nở. Hầu hết ở các tấm hình Phạm Hương đăng tải, anti-fan thường xuyên vào bình luận và bày tỏ thắc mắc về ngoại hình giống mẹ bỉm sữa của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Tuy nhiên, thay vì đáp trả hay tranh cãi, Phạm Hương ngó lơ và chỉ tập trung vào công việc. Ninh Dương Lan Ngọc nghẹn ngào trải lòng chuyện tình cảm, câu nói khiến cô tổn thương. Ngay trên truyền hình, Ninh Dương Lan Ngọc nghẹn ngào chia sẻ lý do chia tay người yêu cũ. Tại chương trình Quý Ông Đại Chiến tập 6, Ninh Dương Lan Ngọc trở lại là một nữ diễn viên hoạt bát, nhanh nhẹn và luôn mang lại tiếng cười cho khán giả. Nhưng cô lại có những phút yếu lòng đến không tưởng khi nhắc đến chuyện tình cảm đã qua. Khi được hỏi câu nói nào của bạn trai làm bạn tổn thương nhất, tất cả người đẹp đều tham gia trả lời, nhưng riêng đối với phần trải lòng của Ninh Dương Lan Ngọc lại khiến cho mọi người không khỏi suy ngẫm. Hào hứng với câu hỏi MC Thành Trung vừa đặt ra, câu trả lời đầu tiên của Thúy Ngân dường như đúng với đại đa số các chị em phụ nữ khi rơi vào tình huống này, em không bằng người yêu cũ của anh. Tới câu trả lời của Ninh Dương Lan Ngọc, lấy từ kinh nghiệm của chính bản thân mình, nữ diễn viên nghẹn ngào đó là câu, em không yêu anh nhiều như là anh nghĩ. Lan Ngọc cũng bày tỏ lên quan điểm tình yêu của bản thân mình và câu nói đó khiến cho cô nàng tổn thương rất nhiều. Và với người phụ nữ mạnh mẽ như Lan Ngọc thì đó chính là lúc thích hợp để đi đến hai từ chia tay. Riêng đối với người phụ nữ từng trải và đã có gia đình như Lâm Vĩ Dạ, lại có cách nhìn khác. Câu em không có thương tôi lại khiến cho cô đau đớn mỗi khi nghe đến. Nghe câu đó mà cô muốn nhảy dựng lên, cảm thấy như bị tạt gáo nước lạnh. Người đó như gạt hết mọi thương yêu của mình dành cho. Cô chỉ muốn nói đẻ hai đứa cho mà làm gì không thương. Qua đó có thể thấy tại chương trình không chỉ mang đến cho khán giả tiếng cười mà còn những bài học kinh nghiệm sương máu trong tình yêu được những nghệ sĩ và các quý ông trong chương trình chia sẻ. Tuần này với sự xuất hiện của bốn mỹ nhân đang gây sốt trong giới trẻ, Hoa hậu Hương Giang, diễn viên Lâm Vĩ Dạ, Thúy Ngân và đặc biệt là sự trở lại của quý cô Ninh Dương Lan Ngọc. Là một mỹ nhân luôn biết tạo điểm nhấn và chơi trội hơn với hội chị em, Lâm Vĩ Dạ tiếp tục gây ấn tượng với tạo hình trong tập 6 hoàn toàn khác biệt cùng tiểu cốc lạ. Nhưng cái kết lại khiến khán giả cười nghiêng ngả. Xuất hiện bên ba người đẹp chân dài Hương Giang, Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, diễn viên Lâm Vĩ Dạ cảm thấy tự ti về bản thân mình và luôn phải tạo nên sự khác biệt để tất cả mọi người luôn chú ý. Tập này cũng không ngoại lệ, nữ diễn viên chọn cho mình cách làm tóc ấn tượng giống với nhân vật Tiểu Yến Tử, khiến tất cả mọi người khó lòng nhận ra. Với ước vọng trở thành một thiếu nữ đầm thắm chỉ trong một tập duy nhất, nhưng dường như Lâm Vĩ Dạ lại thất bại trước màn kết hợp chặt chém của Hương Giang và Ninh Dương Lan Ngọc. Vừa mở đầu chương trình, Lâm Vĩ Dạ được MC Thành Trung hỏi thích gu đàn ông hướng nội hay hướng ngoại, nhưng lại nhận được câu trả lời lạc đề từ nữ diễn viên. Chớp ngay thời cơ, Ninh Dương Lan Ngọc liền đệm thêm. Chắc nay do chị Dạ úp cái mái lên nên có phần ảnh hưởng. Chưa dừng ở đó, Hương Giang tiết lộ Lâm Vĩ Dạ từng nhờ mình xem hộ xem có nên gắn tóc giả thế này không, để níu kéo lại hình tượng trẻ trung khi ngồi với các khách mời trẻ đẹp. Liên tục được đàn em thương yêu quan tâm, Lâm Vĩ Dạ chia sẻ mình cảm thấy tủi thân khi liên tục được nhắc đến. Không hổ danh là chị đại của hội chân dài, Lâm Vĩ Dạ quyết lầy lội tới cùng với bộ mái thần thánh luôn được các chị em nhắc tới xuyên suốt chương trình. Dường như mái giả của Lâm Vĩ Dạ không chỉ dừng ở vị trí làm đẹp.
Ở những phần thử tài sức mạnh và dẻo dai của các quý ông, đây được xem là một công cụ đắc lực của cô để cổ vũ cho các chàng trai của mình. Lấy hết công suất, nữ diễn viên lột trần bộ máy của mình để tạo thêm động lực, giúp quý ông vượt qua chướng ngại của chương trình. Chỉ vì một câu nói lỡ miệng, Huy Khánh đã để lộ chuyện bầu bì của Harry Won. Nhiều thông tin đáng ngờ về kế hoạch sinh con đầu lòng nhà Trấn Thành được hé lộ. Dân tình đang hết sức trông ngóng tin vui của nhà Trấn Thành Harry Won sau 3 năm kết hôn. Thậm chí trong status than mắt ối chóng mặt mới đây của nữ ca sĩ, showbiz đã ồ ạt vào chúc mừng sớm, dù sự thật là cô chỉ bị say xe mà thôi. Dù sao đi chăng nữa, chuyện mang bầu của Harry Won hứa hẹn sẽ sớm diễn ra vì cả hai vợ chồng nghệ sĩ đều đã úp mở kế hoạch trong các chương trình. Ở tập 1 show 4 là số 1 lên sóng hôm 12 tháng 5 này, nam diễn viên Huy Khánh có một câu nói nhưng ngầm xác nhận việc Harry Won sắp làm mẹ. Cụ thể, khi tham gia thử thách nhảy bao bố vượt chướng ngại vật, con gái Huy Khánh quên cởi tất mà đã chui vào bao. Phát hiện điều này, Harry Won sốt sắng chạy đến ẵm bé ra. Bà xã Trấn Thành ân cần cởi tất cho bé khỏi trượt ngã khi nhảy, khiến mọi người vô cùng cảm động. MC Hồng Phúc suýt xoa khen ngợi, Harry Won chăm sóc các bé chu đáo như bảo mẫu vậy. Huy Khánh nhanh nhậu cho biết, thì Harry Won phải tập để mốt có em bé mà. Harry Won chăm sóc con gái Huy Khánh cẩn thận và chu đáo. Vì một status than mệt, nữ ca sĩ bị nghi đang mang bầu bì. Nhiều bạn bè thân thiết vào trêu chọc bà xã Trấn Thành, hy vọng cả hai vợ chồng sẽ sớm thông báo tin vui chính thức tới khán giả. Kiện Trường Giang lừa tình, nay Quế Vân đã công khai bạn trai mới, nhìn ảnh ai cũng hoang mang. Theo chân dài Hà Thành thì tình mới của cô là người rất đẹp trai, tài giỏi. Quế Vân sinh năm 1982, cô được công chúng biết đến với vai trò là người mẫu, ca sĩ dòng nhạc trẻ. Cụ người mẫu Hà Thành còn được gắn cho cái mác vô cùng lắm chiêu nhất nhì showbiz Việt. Trong quá khứ, Quế Vân từng có mối tình ồn ào với nam danh hài xứ Quảng Trường Giang. Đúng ngày Valentine 14 tháng 2 2016, Quế Vân đăng tâm thư dài dằn dặc, chia sẻ về mối tình đau khổ trong bóng đêm với Trường Giang. Cùng lời tâm sự, cô tung bằng chứng khẳng định anh lăng nhăng, vô tình với mình. Tháng 3 2018, Quế Vân lại một lần nữa bóc mẹ con người của Trường Giang để bên vực nam em. Cô bức xúc gọi mười khó là chí phèo và khẳng định bản thân không cần dựa hơi để nổi tiếng. Đồng thời, Quế Vân cũng tuyên bố rút lui khỏi showbiz. Kể từ đó đến nay, Quế Vân không còn xuất hiện trong bất cứ sự kiện nào. Cô tập trung tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình và úp mở chuyện có bạn trai mới vào tháng 9, 2018. Nói về người đàn ông này, cô không khỏi tự hào. Tôi đã có người yêu đẹp trai và tài giỏi nên không còn nhớ về mối tình dĩ vãng. Quế Vân quên mối tình đau khổ với Trường Giang và có bạn trai mới. Sau thời gian dài khiến người hâm mộ tò mò, Quế Vân đã chính thức công khai khuôn mặt của người tình. Cô đặt bức ảnh chụp cùng bạn trai làm đại diện trên trang cá nhân. Tuy nhiên, nhìn vào bức hình chụp góc nghiêng nhắm mắt, cư dân mạng cũng không thể biết người đàn ông này là ai. Người đẹp gốc Hà Nội cũng không tiết lộ thêm thông tin nào. Trừ những người quen biết, danh tính tình mới của Quế Vân vẫn còn là một ẩn số với người hâm mộ. Quế Vân khoe bạn trai mới nhưng cư dân mạng cũng lắc đầu ngao ngán vì không biết là ai. Nhìn từ góc nghiêng và trang phục có thể thấy người đàn ông này khá bảnh bao, trẻ trung. Nhiều người tấm tắc khen rất đẹp đôi và gửi lời chúc mừng đến Quế Vân. Tình cũ của Trường Giang cũng đăng hình nắm tay bạn trai mới. Quế Vân và chàng trai bí ẩn được đồn đoán đã hẹn hò một thời gian dài. Vào ngày lễ quốc tế phụ nữ năm nay, chân dài sinh năm 1982 đã khoe hoa và thiệp nhận từ người yêu. Cô cũng tự hào, khoe ảnh tay đan tay thật chặt, có thể thấy người đẹp hiện tại đang vô cùng hạnh phúc với tình mới. Quế Vân được bạn trai cưng chiều. Ở tuổi 37, Quế Vân vẫn yêu rất cuồng nhiệt. Bên cạnh việc công khai người tình, Quế Vân cũng cho biết cô ngày càng trẻ và xinh đẹp hơn. Với vóc dáng hoàn hảo, ba vòng bốc lửa, Quế Vân đã đại tô khuôn mặt để quyến rũ hơn. Tình cũ Trường Giang thường xuyên khoe thân hình gợi cảm bằng những bộ cánh táo bạo bikini nóng bỏng. Quế Vân đẹp hơn từ khi có tình mới. Sau khi trút được gánh nặng 2 năm, bị tiếng đu bám Trường Giang, Quế Vân ngày càng tự tin và rạng rỡ. Chỉ cần thay đổi điều này mà Lâm Khánh Chi trẻ trung bất chấp ở tuổi 42. Lâm Khánh Chi tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi thay đổi kiểu tóc trẻ trung với mái ngang trông như cô gái đôi mươi. Sau khi Lâm Khánh Chi chia sẻ những tấm ảnh mới nhất trên trang cá nhân với mái tóc mới, nữ ca sĩ khiến khán giả há hốc mồm vì nhan sắc đỉnh cao không thể nhận ra cô ở tuổi 42. Hình ảnh mới của Lâm Khánh Chi được khen ngợi xinh như búp bê dù ở tuổi tứ tuần.
Lâm Khánh Chi là một trong những người đẹp chuyển giới có sức ảnh hưởng của showbiz Việt. Người đẹp họ Lâm luôn biến cách làm mới mình và khiến nhan sắc lên hương, khẳng định sức hút riêng của mình. Dẫu biết rằng giọng ca mẹ tôi và một số lần trải qua những lùm xùm về nhan sắc, lúc thăng hạng, lúc xuống hạng, nhưng đa số lần Lâm Khánh Chi đều gây ấn tượng nhờ vào việc đầu tư tút tác nhan sắc. Mới đây, nữ ca sĩ xuất hiện trong hình ảnh lung linh với mái ngố trẻ trung. Dưới bài viết của mình, nữ ca sĩ nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng người hâm mộ. Nhan sắc lên hương nhờ vào làn da không tì vết của Lâm Khánh Chi. Bên cạnh đó, điểm cộng lớn nhất vẫn là mái tóc giúp cô nàng bỏ quên tuổi tác lại phía sau. Thành công với sản phẩm phim ca nhạc Mẹ Tôi ra mắt cách đây không lâu, Lâm Khánh Chi khẳng định sức hút của mình không chỉ qua âm nhạc, phim ảnh mà ngay cả nhan sắc cũng không để thua kém các đàn em. Có lẽ thần dược giúp cô nàng duy trì nhan sắc hiện tại chính là gia đình hạnh phúc viên mãn, bên chồng và nhóc tì đáng yêu. Ngoài ra công chúa còn cho rằng giận dữ và nóng giận cũng là kẻ thù cần tránh để giữ được tinh thần luôn an yên. Trải qua nhiều sóng gió trong tình yêu, Lâm Khánh Chi đã hạnh phúc với hôn nhân hiện tại. Không những, nàng công chúa còn có sự nghiệp như diều gặp gió, trong đó yếu tố nhan sắc không tội chính là một trong những yếu tố quyết định nên thành công này.